Ok, hi, xin chào các bạn, mình là Miss T nè. Thì các bạn nhớ vote cho mình với lại anh Pew ở trên hạng mục của kênh V-Live. Ok, các bạn chỉ cần vào cái link ở phía trên của cái video clip này và các bạn đề cử cho mình vào Best Show với cả là Best Creator. Trời ơi, nghe nó hơi quá đà một tí, nhưng mà cố gắng lên các mic con, fighting. Các bạn nhớ đó là vote cho mình, vote cho anh Pew, và cũng đừng quên là vote cho anh Thanh Duy nha, bởi vì anh Thanh Duy cũng có một khoảng thời gian rất là dài đồng hành cùng chương trình 80FM. Thì các bạn nhớ vote cho ba đứa tụi mình luôn nhé. Mình hứa với các bạn luôn, nếu như mà mình đạt được Best Show hoặc là một trong hai cái á, Best Creator, thì mình chắc chắn sẽ là một cái thử thách rất là lớn. Mình gọi là lúc đấy các bạn yêu cầu mình làm gì mình làm cái đấy luôn. Nên là cố lên, fighting,